Với diện tích 700m², Mercedes-Benz Việt Nam sở hữu gian hàng lớn nhất tại triển lãm ô tô Việt Nam 2017. Đến với sự kiện lần này, thương hiệu ngôi sao ba cánh góp mặt với 25 mẫu xe có tổng trị giá 60 tỷ đồng. Mercedes-Benz Việt Nam cũng là thương hiệu có số lượng xe nhiều nhất tại triển lãm ô tô Việt Nam 2017. 25 mẫu xe bao gồm 13 xe trưng bày trong nhà và 12 xe ở khu vực ngoài trời. Bên cạnh đó là một khu vực hiệu năng cao để kỷ niệm 50 năm thành lập của thương hiệu Mercedes-AMG. Trong những mẫu xe Mercedes-Benz Việt Nam mang đến triển lãm, dòng sedan hạng sang giá mềm C-Class với hộp số tự động 9 cấp 9G-tronic mới có vẻ nhận được sự quan tâm nhiều nhất. C-Class mới sở hữu hai màu sắc mới thời thượng là xanh Brilliant và No Citrine, trong khi phiên bản C250 Exclusive sở hữu thiết kế mâm xe hiện đại và thể thao 18 inch 5 chấu kép, thì C300 AMG lại được trang bị la răng 19 inch đa chấu AMG. Một mẫu SUV cũng nhận được nhiều sự quan tâm ở gian hàng của MBV là GLA nâng cấp mới. GLA nâng cấp mới sở hữu cụm đèn trước LED toàn phần, tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày và tự động điều chỉnh tầm chiếu xa. Lưới tản nhiệt 2 nan được cách điệu đục lỗ, tạo điểm nhấn và hiệu quả khí động học. Đây cũng là một điểm nhấn thiết kế dễ nhận diện trên GLA mới. Trong khi đó, GLA 250 Formatic sở hữu gói thiết kế ngoại thất thể thao AMG cực kỳ sắc sảo và bắt mắt. Kết hợp với mâm xe thể thao AMG 19 inch hai màu tương phản, GLA 250 Formatic thực sự là một tuyên ngôn cá tính của sức trẻ và tinh thần Việt dã. Đặc biệt, GLA có một màu ngoại thất mới, rất nổi bật và giàu sức sống, là màu vàng Canyon. Nhìn tổng thể dù có kích thước vừa phải nhưng GLA lại có thiết kế rất cơ bắp với vòm bánh xe mở rộng, gờ bánh xe cơ bắp vắt ngang trên vòm bánh sau, kết hợp cùng cột C uốn vào bên trong, giá để hành lý bằng hợp kim nhôm cùng các tấm ốp cản, ốp gầm một lần nữa khẳng định DNA địa hình của GLA. Không gian nội thất trở nên sinh động hơn khi hành khách có thể lựa chọn 12 gam màu từ hệ thống đèn viền nội thất Ambient Lighting. Các chi tiết ốp nhôm mới cũng gia tăng sự tinh xảo và hiện đại. Hành khách sẽ cảm thấy dễ chịu trong suốt hành trình với hệ thống điều hòa khí hậu tự động hai vùng Thermotronic. GLA sở hữu vị trí ngồi lái cao cùng tầm quan sát rộng của một chiếc SUV. Khoảng sáng gầm xe 164mm mang lại sự tự tin cho người lái khi phải đối mặt với những chướng ngại vật hay những ngày chiều cường ngập nước. Tựa lưng ghế phía sau có thể điều chỉnh về vị trí tối ưu để gia tăng diện tích cho khoang hành lý khi cần thiết. Chức năng đóng mở cửa sau bằng điện EasyPack giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận khoang hành lý rộng rãi với thể tích lên đến 481 lít. Dù là chiếc SUV nhỏ nhất của Mercedes-Benz, nhưng GLA đủ sự mạnh mẽ và can trường để đưa khách hàng đến tận cùng chân trời. Tiện nghi dẫn đầu phân khúc, cả 3 phiên bản GLA nâng cấp được trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist tích hợp Parktronic, giúp việc đỗ xe ở các không gian chật hẹp trong đô thị trở nên dễ dàng hơn. Camera lùi là trang bị tiêu chuẩn cho cả 3 phiên bản, cung cấp hình ảnh sắc nét đến người lái qua màn hình TFT 8 inch. GLA được trang bị hộp số tự động Formatic 9 cấp, 5 chế độ lái. GLA 250 Formatic có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 6,6 giây. Hiện GLA được Mercedes-Benz Việt Nam phân phối với mức giá 1 tỷ 619 triệu đồng cho phiên bản GLA 200, 1 tỷ 859 triệu đồng cho phiên bản GLA 250 Formatic. Một mẫu SUV ăn khách khác của Mercedes-Benz là GLC cũng xuất hiện tại VMS 2017. Đây là phiên bản GLC 300 Coupe mới được giới thiệu tới khách hàng Việt hồi đầu tháng 5 vừa qua. GLC 300 Formatic Coupe sở hữu chiều dài cơ sở lớn nhất trong phân khúc lên đến 2.873mm, bảo đảm không gian rộng rãi ở cả hai hàng ghế. Tuy nhiên, GLC Coupe lại dài hơn 76mm và thấp hơn 42mm so với GLC, thể hiện rõ chất thể thao và tính khí động học. Đặc biệt với viền cửa sổ thuôn dài và thiết kế trụ C buông dần ra sau đặc trưng Coupe, tỷ lệ này còn trở nên cơ bắp hơn với bộ mâm xe 19 inch 10 chấu mới. GLC Coupe được tạo hình như mũi tên đang hướng về phía trước với sự dốc xuống rõ rệt từ cụm đèn hậu đến mũi xe. Ở phía trước, điểm khác biệt rõ nét của GLC Coupe so với GLC chính là lưới tản nhiệt đơn nan tinh gọn và họa tiết kim cương thời thượng. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED sắc lượm vắt ngang làm cầu nối hoàn hảo giữa thân xe và khoang hành lý. GLC Coupe sở hữu cấu trúc thân xe siêu nhẹ nhờ ứng dụng các vật liệu tiên tiến vào hệ thống treo và hệ chuyển động. GLC Coupe được trang bị hộp số tự động 9 cấp 9G-tronic. Ngoài việc cắt giảm 6,5% lượng nhiên liệu tiêu thụ, hộp số 9G-tronic còn giúp GLC Coupe vận hành mạnh mẽ và mượt mà ngay tại giải vòng tua thấp.
Phiên bản GLC 300 Formatic Coupe tại Việt Nam đi kèm động cơ i4 2.0 lít đầy kinh tế, sản sinh 245 mã lực và mô men xoắn cực đại 370 Nm. Xe chỉ mất 6,5 giây để chạm mốc 100 km/h tính từ vạch xuất phát. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian chứa danh Formatic cũng đóng góp quan trọng vào khả năng tăng tốc. GLC 300 Formatic Coupe tại Việt Nam sở hữu hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm CPA Plus với chức năng hỗ trợ tự động giảm tốc. Việc lái xe vào ban đêm cũng trở nên an toàn hơn nhờ vào cụm đèn trước LED toàn phần thông minh, có khả năng tự động mở rộng góc chiếu khi vào cua và tự động điều chỉnh tầm chiếu xa. GLC 300 Formatic Coupe được bán với giá là 2 tỷ 899 triệu đồng.